Chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình giao lưu trực tiếp của Cổng Thông tin Điện tử Đồng Tháp với chủ đề Trung tâm Hành chính công hướng đến sự tiện ích. Diễn giả tham gia chương trình ngày hôm nay có ông Phạm Tấn Xíu, Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh và ông Trần Văn Tấn, Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Tháp. Chúng tôi hy vọng rằng các vị diễn giả hôm nay sẽ cung cấp thông tin một cách đầy đủ nhất về những vấn đề mà quý vị và các bạn quan tâm. Chương trình được chúng tôi truyền hình trực tiếp trên trang chính và trên Facebook Cổng Thông tin Điện tử Đồng Tháp. Ngay từ bây giờ thì quý vị và các bạn có thể gửi những câu hỏi liên quan đến hoạt động của Trung tâm Hành chính công bằng cách là comment trên fanpage facebook.com/cttdồngtháp. Diễn giả của chúng ta sẽ giải đáp trực tiếp những thắc mắc của quý vị và các bạn. Lời đầu tiên thì xin cảm ơn hai vị diễn giả đã dành thời gian tham gia chương trình. Thưa ông Phạm Tấn Xíu, ông có thể là cho biết là vì sao Đồng Tháp lại thành lập Trung tâm Hành chính công, một mà quyết định có thể nói là gần như sớm nhất so với các tỉnh trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long ạ? Có thể nói Đồng Tháp là tỉnh đầu tiên ở vùng đồng bằng sông Cửu Long thành lập cái trung tâm hành chính công. Điều này xuất phát từ cái yêu cầu thực tiễn là trong thời gian qua tỉnh Đồng Tháp đã có những cái bước tiến trong cái công tác cải cách thủ tục hành chính nói riêng và cải cách hành chính nói chung. Tuy nhiên thì để đáp ứng ngày càng tốt hơn cái nhu cầu của tổ chức và công dân liên quan đến cái thủ tục hành chính thì tỉnh Đồng Tháp đã quyết định thành lập cái trung tâm hành chính công. Xin cảm ơn ông. Ông có thể là cho biết thêm là những cái công việc mà trung tâm này là làm gì vậy ạ? Nhiệm vụ của trung tâm hành chính là nơi tiếp nhận luân chuyển hồ sơ và trả kết quả đối với khoảng 900 thủ tục ở 16 sở ngành chuyên môn của tỉnh. Xin cảm ơn ông. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu chương trình đến giờ thì chúng ta nghe nhắc đến cụm từ trung tâm hành chính công khá là nhiều. Như vậy, trung tâm hành chính công ở đâu? Thưa ông Trần Văn Tấn thì ông có thể cho biết là bằng cách nào đó thì ông có thể là mô tả hoặc là hướng dẫn một cách đơn giản nhất để tổ chức cá nhân khi mà có nhu cầu đến giao dịch tại trung tâm mình thì biết được cái cách đến như thế nào ạ? Kính thưa các bạn, thì trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Tháp trụ sở tạm thì được đặt tại số 27 đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường 1, thành phố Cao Lãnh, ở gần góc đường Nguyễn Thị Minh Khai và Lê Thị Riêng. Các bạn có thể định vị hai cái chỗ là chỗ trụ sở tỉnh ủy và bệnh viện Thái Hòa. Thì đến xung quanh những địa điểm đó thì có những cái bảng chỉ dẫn đến trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Tháp, hoặc các bạn có thể thông qua cái số điện thoại tổng đài hướng dẫn thuộc chính trung tâm để chúng ta tìm được cái địa chỉ của trụ sở cho nó nhanh chóng sớm nhất, thông qua số điện thoại là 3 8 9 8 9 8 9 sẽ có người hướng dẫn để chúng ta đến trung tâm dễ dàng nhất. Thưa quý vị và các bạn, nếu như mà trong quá trình chúng ta liên hệ ở đến trung tâm hành chính công cần được hướng dẫn thì quý vị và các bạn có thể gọi qua số điện thoại là 3 8 9 8 9 8 9. Thưa ông Trần Văn Tấn thì ông có thể là giới thiệu đôi nét về tổ chức bộ máy của trung tâm được không ạ? Kính thưa các bạn, thì cái quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm hành chính công thì trung tâm thì có hai cái phòng chức năng. Phòng thứ nhất là phòng hành chính quản trị, phòng thứ hai là phòng hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. Thì cái biên chế của trung tâm thì có bao gồm hai bộ phận: biên chế chuyên trách và biên chế không chuyên trách. Biên chế chuyên trách là biên chế do trung tâm trực tiếp điều hành thực hiện nhiệm vụ. Biên chế không chuyên trách là biên chế do các sở cử đến làm việc tại trung tâm. Cụ thể là có 23 công chức của 16 sở được Ủy ban Trung tâm ban tỉnh điều động, được bố trí về làm việc tại trung tâm chính công tỉnh Đồng Tháp. Xin cảm ơn phần trả lời của ông. Xin trở lại vấn đề với đồng chí Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thưa ông, nhiều người thì lại băn khoăn, không biết là cái việc mà mình thành lập trung tâm hành chính công thì có làm cho bộ máy hành chính là trở nên là cồng kềnh, biên chế tăng thêm hay không ạ? Qua triển khai thực tế thì ông cho biết vấn đề này như thế nào ạ? Tôi có thể khẳng định việc thành lập cái trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Tháp là không tăng biên chế. Biên chế tại trung tâm là có 4 biên chế chuyên trách là lấy từ biên chế của văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Còn lại là 23 công chức là được Ủy ban tỉnh cử từ cái bộ phận một cửa của 16 sở chuyên môn về làm việc tại cái trung tâm này, và các cái chế độ chính sách lương bổng do cái sở đó vẫn quản lý chi trả. Xin cảm ơn ông. Dân như phần trình bày ở trên thì trung tâm hành chính công
là đầu mối tiếp nhận thủ tục hành chính của 16 sở thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh. Như vậy là ở đây là tôi không biết đó là bao gồm những cái thủ tục nào ạ? Xin mời ông Trần Văn Tấn ạ. Kính thưa các bạn, thì Trung tâm Chính công là cái địa chỉ đầu mối tiếp nhận của 16 cái lĩnh vực thuộc 16 sở được thực hiện tại trung tâm. Đó là các thủ tục hành chính thuộc các sở sau đây: Sở Tư pháp, Sở Lao động Thương binh Xã hội, Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Giao thông Vận tải, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Khoa học Công nghệ, Sở Thông tin Truyền thông và Sở Ngoại vụ. Tổng số là 16 cái sở thuộc Ủy ban Nhân tỉnh tiếp nhận trả kết quả đối với khoảng 900 thủ tục chính thuộc thẩm quyền giải quyết. Thưa quý vị và các bạn, nếu như mà làm phép so sánh vào cái thời điểm mà trước khi thành lập Trung tâm Hành chính công, có nghĩa là tổ chức cá nhân sẽ đến 16 sở để làm các thủ tục hành chính, và sau khi thành lập Trung tâm Hành chính công thì chính quyền được gì và người dân được gì? Với nội dung này thì xin mời ông Phạm Tấn Xíu ạ. Có thể nói cái việc thành lập cái Trung tâm Hành chính công là một cái bước tiến của Đồng Tháp trong cái công tác cải cách hành chính nói chung. Thật ra trước đây thì khi tổ chức công dân muốn thực hiện một cái thủ tục hành chính nào đó thuộc thẩm quyền cấp tỉnh thì phải đến từng sở của 16 sở, tức là cái khoảng cách đi nó khác nhau và rải rác ở các nơi. Sau khi thành lập Trung tâm Hành chính công thì tổ chức công dân chỉ đến duy nhất một nơi là Trung tâm Hành chính công của tỉnh Đồng Tháp để tiến hành các cái thủ tục hành chính mà thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh. Dạ, xin cảm ơn phần trả lời của ông. Thưa quý vị và các bạn, như ông Phạm Tấn Xíu vừa thông tin thì hiện nay thì đối với 16 sở thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh thì quý vị và các bạn là nếu có nhu cầu làm các thủ tục hành chính thì có thể đến Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Tháp, và không phải mất thời gian để đến 16 sở như trước đây nữa. Thưa ông Trần Văn Tấn, qua thời gian ngắn đưa Trung tâm Hành chính đi vào hoạt động thì ông nhận xét như thế nào về ý tưởng, mục tiêu ban đầu đề ra so với thực tế mình triển khai ạ? Có thể nói thì đến thời điểm này là cũng tròn 2 tháng Trung tâm Hành chính công đã chính thức đi vào hoạt động theo cái quyết định của Ủy ban Nhân tỉnh. Thì cho đến thời điểm này có thể khẳng định rằng cái mục tiêu, cái ý nghĩa thành lập Trung tâm Hành chính công là hết sức cần thiết và thiết thực. Chúng ta khẳng định điều đó bởi vì chúng ta thấy rằng cái thuận lợi cho người dân rất nhiều so với việc giải quyết thủ tục chính tại từng sở như trước đây. Người dân thì thay vì đến 16 sở thì bây giờ họ chỉ cần đến một cái đầu mối duy nhất để giải quyết thủ tục hành chính, và các thủ tục hành chính mà liên thông thì lại càng có ý nghĩa hơn nữa. Thay vì người ta phải đến nhiều nơi thì bây giờ chỉ cần đến một nơi mình có thể hỏi được nhiều thủ tục, có thể nhận được, trung tâm có thể tiếp nhận nhiều thủ tục để giải quyết cho người ta, cho người dân. Thì qua đó thì sẽ thời gian cũng rút ngắn hơn, trình tự thực hiện cũng rút ngắn hơn, và lợi ích của trung tâm là rất là thiết thực đối với người dân, tổ chức, đặc biệt là các doanh nghiệp. Dạ, xin cảm ơn ông. Cụ thể là Trung tâm Hành chính công của mình là tiếp nhận bao nhiêu hồ sơ và tình hình giải quyết các hồ sơ ở đây như thế nào thưa ông? Trong khoảng thời gian 2 tháng vừa qua thì trung tâm đã tiếp nhận khoảng 10.400 hồ sơ và đã giải quyết được 8.600 hồ sơ. Số hồ sơ còn lại thì chưa đến hạn. Trong 8.600 hồ sơ đã giải quyết thì cái số lượng giải quyết trước hạn là khoảng tầm hơn 34%. Số lượng giải quyết đúng hạn là hơn 65%. Số lượng hồ sơ trễ hạn thì rất ít, chỉ có 7 hồ sơ, chiếm tỷ lệ là 0,08%. Tỷ lệ này là rất ít. Hầu hết hồ sơ để giải quyết đúng hạn và trước hạn. Với những cái gì kết quả ông vừa đề cập thì có thể nói đây là một cái nỗ lực rất lớn, rất là đáng để biểu dương và khen ngợi, khi trung tâm là chỉ mới đi vào hoạt động là chỉ mới là được tròn 2 tháng. Tuy nhiên có một thực tế như ông vừa nêu ở đây là còn lại là khoảng 7 hồ sơ, chiếm là 0,08% là trễ hẹn. Thì điều này thì ít nhiều thì cũng sẽ ảnh hưởng đến người dân. Ông Trần Văn Tấn có thể là cho biết là nguyên nhân vì sao dẫn đến cái tình trạng này hay không ạ? Cái số lượng hồ sơ trễ hạn thì tập trung chủ yếu ở lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Chúng ta biết thì lĩnh vực này rất là phức tạp bởi vì liên quan đến nhiều quy định của nhiều thời kỳ khác nhau. Cái thứ hai nữa thì trong cái quá trình
liên quan đến nhiều cái sở ngành, nhiều địa phương, cộng với cái việc là một số thời điểm thì có hồ sơ nó cũng đột biến tăng, cho nên là dẫn đến là trễ hạn. Nguyên nhân chủ yếu là như vậy. Dạ, xin cảm ơn ông. Thưa ông Phạm Tấn Xíu, như ông Trần Văn Tấn vừa nêu một số cái nguyên nhân dẫn đến tình trạng là hồ sơ bị trễ hạn, thì theo ông thì cái giải pháp nào để xử lý dứt điểm cái tình trạng này ạ? Sau khi nghe được Trung tâm Hành chính công báo cáo về cái tình trạng hồ sơ trễ hạn và có cái đề xuất, thì văn phòng Ủy ban tỉnh đã tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để có cái chỉ đạo để tháo gỡ trong cái khó khăn này. Về sắp tới thì tôi có trao đổi với đồng chí giám đốc Trung tâm Hành chính công là sẽ tăng cường cái công tác giám sát luân chuyển hồ sơ, đảm bảo là giải quyết đúng hạn, trước hạn, không để xảy ra cái tình trạng trễ hạn hồ sơ nữa. Dạ, xin cảm ơn ông. Ông Trần Văn Tấn thì ông có thể là chia sẻ thêm một số cái khó khăn trong cái những cái ngày đầu mà Trung tâm Hành chính công mình đi vào hoạt động. Và bên cạnh đó thì ông có thể chia sẻ về những cái nỗ lực của đội ngũ cán bộ công chức nơi đây để mà hoàn thành tốt cái nhiệm vụ của mình ạ. Kính thưa các bạn, thì Trung tâm Chính công cũng là cái mô hình mới, và trong quá trình hoạt động thì chắc chắn sẽ có những cái vấn đề nó phát sinh, đặc biệt là khi mà về các thủ tục chính mà giải quyết tại trung tâm thì chúng ta phải làm sao đó cố gắng là phải đảm bảo cái quy trình tiếp nhận, hướng dẫn, giải quyết, trả kết quả là phải đảm bảo đúng thời gian hạn quyền những người dân. Đó là cái nỗ lực, đó là một cái mục đích mà đầu tiên mà trung tâm phải phải hiểu rằng đó là cái đầu tiên là mình phải làm tốt cái công tác này. Thì trong những khó khăn vướng mắt đó thì trung tâm thì cũng với sự phối hợp với các sở, hỗ trợ các sở rất tốt, thì đảm bảo là cái quy trình này đã được giải quyết một cách rất là suôn sẻ trôi chảy. Và đó là cái nỗ lực chung của toàn thể cái cán bộ công chức một cửa của các sở, cũng như là đối với các cái phòng chuyên môn các sở, là chúng ta có cái sự phối hợp với nhau nhằm một mục đích duy nhất là hướng đến cái thuận lợi nhất cho người dân. Thì mặc dù khó khăn đến mức độ nào thì chúng ta cũng nỗ lực để mà vượt qua cái đó, đảm bảo cho việc tiếp nhận hồ sơ trả quả, đảm bảo là đúng hạn và trước hạn, hạn chế thấp nhất tình trạng hồ sơ trễ hạn, đúng hạn và trước hạn, hạn chế thấp nhất trễ hạn. Dạ, xin cảm ơn phần trả lời của ông. Thưa quý vị và các bạn, với những thông tin mà hai diễn giả của chúng ta vừa cung cấp thì có thể nói để hoạt động của Trung tâm Hành chính công đạt được hiệu quả cao nhất thì trong đó thì cái vấn đề và là công tác phối hợp giữa các sở ngành là chiếm cái phần rất quan trọng. Bên cạnh đó là cái sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ công chức của trung tâm là cũng sẽ góp phần rất là lớn trong cái việc mà hoàn thành tốt cái hồ sơ giải quyết các thủ tục cho người dân. Thì cũng như ông Trần Văn Tấn vừa thông tin thì là dù có khó khăn đến đâu thì đội ngũ cán bộ công chức của trung tâm cũng sẽ nỗ lực để mà hoàn thành được cái nhiệm vụ của mình là tạo thuận lợi nhất cho người dân. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay thì thời gian diễn ra của chương trình chúng ta cũng chỉ được một cái khoảng thời gian ngắn, nhưng mà chương trình của chúng ta thì cũng nhận được rất là nhiều sự quan tâm của quý khán giả. Thì hiện nay thì vừa qua cái phần trao đổi của hai diễn giả chúng ta hôm nay thì trên trang chính và Facebook Cổng Thông tin Điện tử Đồng Tháp thì cũng đã nhận được một số cái thắc mắc của quý vị và các bạn. Thì để tiếp tục nhận những cái câu hỏi này thì quý vị và các bạn có thể là comment trên fanpage facebook.com/cttdongthap. Chúng tôi vừa nhận được câu hỏi của một bạn có nickname là Hoàng Quanh. Bạn hỏi: tôi đã đến làm thủ tục ở Trung tâm Hành chính công, do nhà ở xa, việc này cũng rất bất tiện khi mà phải vài ngày nữa mới quay lại nhận kết quả. Xin hỏi là nơi đây có chuyển kết quả qua đường bưu chính không? Chi phí như thế nào? Nội dung này thì xin mời ông Trần Văn Tấn thông tin ạ. Kính thưa các bạn, thì hiện nay thì trung tâm ngay từ đi vào hoạt động ban đầu thì cũng đã phối hợp với chỗ bưu điện tỉnh để thực hiện cái việc dịch vụ chuyển phát hồ sơ đến tận nhà người dân. Thì các bạn khi giải quyết thủ tục chính tại trung tâm chính công thì có thể là chúng ta sẽ sau khi viết xong thì có cái giới hạn đó, thì chúng ta có thể nhờ, có thể sử dụng dịch vụ của bên bưu điện để mà chuyển về tận nhà. Thì cái mức phí thì cũng rất là rẻ thôi. Đối với hồ sơ trong tỉnh thì thống nhất cái mức giá là 12.000 đồng trên hồ sơ, bất kể khai xa gần trong tỉnh.
còn gửi hồ sơ ngoại tỉnh là 60.500 đồng. Thì nếu cái chuyện này mà so với việc mà chúng ta phải đi đến để nhận kết quả thì là một cái chi phí nó rất là phải chăng và rất là rẻ. Đến thời điểm này thì tổng cái số lượng hồ sơ tại trung tâm thì khoảng 10.400 hồ sơ, thì đã khoảng 20% trong số đó là người dân đã sử dụng dịch vụ này rồi và người ta cảm thấy rằng rất là tiện ích. Xin cảm ơn phần trả lời của ông. Như vậy thì chúng ta có thể thấy là cái dịch vụ chuyển phát kết quả qua đường bưu chính thì sẽ giúp cho người dân là có những cái thuận lợi rất lớn trong việc mà nhận lại cái kết quả, không phải tốn cái thời gian để mà quay trở lại trung tâm để nhận kết quả như trước đây nữa. Chúng thầy cũng được biết là chỗ ông Trần Văn Tấn cũng vừa thông tin là hồ sơ trong tỉnh của chúng ta thì cái phí là chỉ mất 12.000 đồng trên một hồ sơ, ngoài tỉnh thì là 60.500 đồng một hồ sơ. Như vậy thì có lẽ là không chỉ riêng cái bạn Hoàng Quanh mà tôi nghĩ là hầu hết người dân trong tỉnh hay ngoài tỉnh khi muốn làm các cái thủ tục hành chính công ở đây sẽ có được những cái thuận lợi rất lớn trong cái việc mà nhận lại kết quả giải quyết của mình. Một câu hỏi nữa thì có thể là bạn Thanh Ngân hỏi là hồ sơ của tôi thuộc thẩm quyền của huyện giải quyết nhưng muốn làm nhanh, tôi có thể đi thẳng lên trung tâm hành chính công của tỉnh để giải quyết được không? Xin mời ông Trần Văn Tấn ạ. Kính thưa bạn thì cái hồ sơ mà thuộc thẩm quyền của huyện á, thì mình thì bạn đến đến chỗ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện để chúng ta giải quyết. Trung tâm chính công thì chúng ta sẽ giải quyết những cái hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của 16 sở thuộc ủy ban nhân tỉnh. Như vậy thì cái phần nào thủ tục thuộc hành chính cấp huyện thì vẫn do cấp huyện giải quyết, thủ tục chính là cấp tỉnh thì thuộc 16 cái sở như trên thì chúng ta sẽ giải quyết tại trung tâm chính công. Thông tin đến bạn biết. Dạ, xin cảm ơn phần trả lời của ông. Nhân đây thì cũng ông Phạm Tấn Xíu là ông có thể là nói thêm về cái sự tồn tại của hoặc của các cái bộ phận một cửa tại các sở ngành cũng như là các cấp huyện và cấp xã tại các cái trung tâm hành chính công, thì chúng tôi nghĩ rằng là phần trả lời của này của ông này cũng sẽ góp phần giải đáp cái thắc mắc của bạn Thanh Ngân ạ. Sự ra đời của trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Tháp là cái nơi tập trung cái đầu mối giải quyết các cái thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh. Điều này đồng nghĩa với việc là cái bộ phận một cửa ở 16 sở chuyên môn sẽ kết thúc nhận hồ sơ và cái hồ sơ này sẽ được nhận tập trung tại trung tâm hành chính công. Riêng về cái bộ phận một cửa ở cấp huyện, cấp xã vẫn tồn tại hoạt động bình thường vì đây là những cái nơi giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của cấp huyện và cấp xã ở địa phương đó. Dạ, xin cảm ơn ông. Có lẽ là bạn Thanh Ngân cũng phần nào giải tỏa được cái thắc mắc của mình, nghĩa là những thủ tục hành chính thuộc cấp huyện và cấp xã thì phải thực hiện tại cấp huyện và cấp xã. Những cái thủ tục nào thuộc cái thẩm quyền của cấp tỉnh thì bạn có thể làm tại trung tâm hành chính công của tỉnh Đồng Tháp. Thưa quý vị và các bạn, qua fanpage cổng thông tin thì chúng tôi cũng vừa nhận được ý kiến của khán giả có nickname là Hoàng Long. Nguyên văn như sau: chào ban biên tập cổng thông tin, được biết tỉnh nhà vừa thành lập trung tâm hành chính công, tôi rất vui mừng phấn khởi. Nhân đây tôi xin hỏi, trung tâm có thực hiện tiếp nhận giải quyết hồ sơ qua mạng trực tuyến hay không? Hiện Đồng Tháp đã thực hiện dịch vụ công trực tuyến ở mức độ nào? Tôi hy vọng trung tâm sẽ phát huy công năng phục vụ tốt nhu cầu của người dân. Xin cảm ơn. Dân xin mời ông Trần Văn Tấn trả lời cái nội dung này của độc giả. Xin cảm ơn câu hỏi của bạn Hoàng Long. Thì hiện nay cái phần dịch vụ công trực tuyến thì chúng ta ở trung tâm thì đối với có ba cái thủ tục hành chính đã được giải quyết trực tuyến mức độ 3. Cái thủ tục thứ nhất là thủ tục về cấp phiếu lịch tư pháp, thủ tục thứ hai là cấp đổi giấy phép lái xe, và thủ tục thứ ba là thủ tục đăng ký kinh doanh qua mạng. Thì ba thủ tục hành chính này đã được giải quyết qua cái thủ tục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3. Đây là những thủ tục mà phát sinh rất nhiều trong thực tế, cho nên là chúng ta ưu tiên làm trước. Còn đối với những cái thủ tục hành chính còn lại thì Ủy ban nhân tỉnh cũng đã giao cho Sở Thông tin Truyền thông để có cái quá trình rà soát, xây dựng lại cái quy trình để tiếp tục trong thời gian tới thì sẽ lựa chọn những lĩnh vực nào mà có đông giao dịch với người dân, cũng như là những thủ tục mà cái đối tượng thực hiện đó, thì chúng ta có thể thực hiện trực tuyến được thì chúng ta sẽ ưu tiên chúng ta thực hiện theo cái lộ trình trong cái năm 2017 sẽ triển khai. Dạ Xin thông xin tin đến bạn biết. dạ xin cảm ơn ông.
Thì chắc có lẽ là ông Nguyễn Văn An ở huyện Hồng Ngự chắc có lẽ cũng phần nào cũng biết được là hiện nay thì tỉnh ta có 3 thủ tục được giải quyết trực tuyến ở mức độ 3. Thì cũng là 3 thủ tục mà ông Trần Văn Tấn vừa nêu. Thì trong trường hợp mà ông Nguyễn Văn An có nhu cầu giải quyết ở 3 cái nội dung thủ tục này thì có thể thực hiện cái giao dịch trực tuyến. Thưa ông Trần Văn Tấn, thì những cái thủ tục trực tuyến thì người dân phải đăng ký như thế nào không? Các bạn có thể vào cái trang web của từng cái lĩnh vực mà vừa nêu. Thì hiện nay ba thủ tục trực tuyến này là chúng ta triển khai đồng bộ theo cái quy định của Trung ương. Thì chúng ta có thể vào cái trang của đăng ký dịch vụ công trực tuyến của chúng ta, vào những cái trang của Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch Đầu tư và chỗ của Bộ Giao thông Vận tải, để chúng ta thực hiện ba dịch vụ công trực tuyến của ba cái loại thủ tục trên. Dạ, xin cảm ơn ông. Một câu hỏi nữa của độc giả Vinh Trần. Bạn Vinh Trần vừa đặt câu hỏi với nội dung như sau. Được biết, sau khi Đồng Tháp thành lập trung tâm hành chính công, một số tỉnh đã đến học tập, trao đổi kinh nghiệm về mô hình này. Xin hỏi, trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Tháp có phải là mô hình hoàn chỉnh chưa? Định hướng sắp tới như thế nào? Nội dung này thì xin mời đồng chí Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh ạ. Nói cái mô hình trung tâm hành chính công hoàn chỉnh chưa thì tới giờ này thì có thể báo với bạn biết rằng là ở trong cả nước thì chỉ có một số tỉnh đã và đang triển khai cái mô hình trung tâm hành chính công. Đối với những cái mô hình tổ chức khác nhau, và Thủ tướng Chính phủ cũng đã cho chủ trương ở Quảng Ninh thực hiện trong thời gian 3 đến 5 năm, và đến thời điểm này thì chưa có hết thời gian để tổng kết, và sau khi có cái tổng kết cái mô hình ở Quảng Ninh thì lúc đó mới có thể đánh giá cụ thể chính xác toàn diện cái mô hình hoạt động của trung tâm hành chính công. Nhưng mà riêng đối với tỉnh Đồng Tháp thì do xuất phát từ cái nhu cầu thực tiễn phục vụ cho người dân doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, thì tỉnh đã thành lập cái trung tâm hành chính công để từng bước, và trong cái quá trình thực hiện đó sẽ có cái điều chỉnh bổ sung cho nó phù hợp và dần hướng đến cái hoàn thiện ngày càng tốt hơn. Dạ, xin cảm ơn phần trả lời của ông. Thưa quý vị và các bạn, thông qua một bạn đọc hỏi cơ quan chức năng trả lời trên cổng thông tin điện tử Đồng Tháp, độc giả Ngô Hoàng Minh ở huyện Tháp 10 hỏi là doanh nghiệp chúng tôi đăng ký giải quyết thủ tục hành chính qua hình thức trực tuyến được không? Ví dụ như thủ tục về thuế, bảo hiểm cho người lao động. Xin mời ông Trần Văn Tấn thông tin về nội dung này ạ. Hiện nay các thủ tục hành chính của các lĩnh vực thuế và lao động và bảo hiểm xã hội không ạ? Dạ đúng Thì rồi các ạ. thủ tục này thì chúng ta sẽ liên hệ với chỗ các cái ngành chức năng về thuế và bảo hiểm xã hội, thì chúng ta sẽ có thông tin cụ thể về việc thực hiện trực tuyến này, bởi vì các thủ tục này chưa đưa vào trung tâm chính công. Các bạn có thể liên hệ trực tiếp các cơ quan này để có câu trả lời chính xác. Dạ, cảm ơn ông ạ. Một độc giả có nickname F03 Đồng Tháp vừa bình luận trên fanpage hỏi: tôi muốn làm giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm đến đây được không? Thời gian là bao lâu? Xin mời ông xíu trả lời nội dung này ạ. Bạn có thể tiến hành cái thủ tục này ở tại trung tâm hành chính công của tỉnh. Xin trả lời cho bạn. Dạ. Về cái thời gian để thực hiện cái thủ tục này là mất trong thời gian bao lâu? Ông Tấn có thể là thông tin thêm ạ. Cái này thì các bạn từng cái loại thủ tục, thời hạn giải quyết, thành phần hồ sơ thì các bạn có thể liên hệ qua cái tổng đài hướng dẫn thủ tục hành chính tại trung tâm chính công, số qua số điện thoại mà đã cung cấp từ đầu chương trình 3898989, thì chúng ta sẽ được giải đáp tường tận về các nội dung mà các bạn thắc mắc liên quan đến từng loại thủ tục chính cụ thể, để Dạ. giải bạn rõ. Dạ, xin cảm ơn ông. Một câu hỏi dành cho ông Phạm Tấn Xíu. Thưa ông, qua theo dõi trên cổng thông tin, thời gian qua có một số đơn vị giải quyết hồ sơ trễ hẹn. Những trường hợp này sẽ bị xử lý như thế nào, thưa ông? Xin mời ông ạ. Báo với bạn thì những cái hồ sơ xử lý trễ hẹn cụ thể là ở lĩnh vực tài nguyên môi trường thì Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã có văn bản chính thức là phê bình giám đốc sở và yêu cầu giám đốc sở có cái biện pháp để tháo gỡ cái khó khăn này trong thời gian tới. Dạ, cái việc mà có thể nói là cái việc mà phối hợp để giải quyết các cái thủ tục hành chính thì rất là quan trọng.
Thì với vai trò là chánh văn phòng Ủy ban nhân tỉnh, ông sẽ có những cái đề xuất như thế nào ạ? Cái việc giải quyết các thủ tục hành chính, và đặc biệt là cái công tác phối hợp giữa các cơ quan là cái việc mà cần thiết để tiến hành các thủ tục, làm sao cái với cái thời gian mà ngắn nhất, sớm nhất cho người dân và doanh nghiệp. Tôi nghĩ thì văn phòng sẽ tăng cường phối hợp với các cái sở ngành chuyên môn thuộc Ủy ban tỉnh, trao đổi thông tin để có cái biện pháp xử lý phù hợp đối với từng vụ việc, hồ sơ cụ thể. Dạ, xin cảm ơn phần trả lời của ông. Có thể nói là trung tâm hành chính công hiện nay đáp ứng rất là lớn cái nhu cầu về giải quyết các cái thủ tục hành chính. Không biết là trong cái thời gian sắp tới thì cái định hướng phát triển trung tâm hành chính công sẽ như thế nào ạ? Ông có thể là thông tin thêm về nội dung này không? Hiện nay thì trung tâm hành chính công của mình này đưa đưa vào hoạt động thì khoảng 2 tháng, và đây là được xác định là cái giai đoạn đầu. Mình sẽ giải quyết khoảng 900 thủ tục của 16 sở chuyên môn, và trong quá trình thực hiện thì sẽ từng bước hoàn thiện dần, và sắp tới định hướng của tỉnh là sẽ đưa các cái lĩnh vực thuộc cái ngành dọc trung ương như kho bạc, thuế, hải quan, bảo hiểm vào cái trung tâm hành chính công để thực hiện cho nó đồng bộ. Dạ, xin cảm ơn thông tin của ông. Thưa quý vị và các bạn, một độc giả có tên là Phước Lộc, bạn hỏi là muốn làm cái thủ tục hành chính liên quan đến vấn đề là cấp hộ chiếu, không biết là có đăng ký thực hiện ở trung tâm hành chính công được hay không. Xin mời ông Trần Văn Tấn ạ. Xin cảm ơn câu trả lời của bạn, câu hỏi của bạn. Thì cơ bản thì ở trung tâm chính công thì chưa có tiếp nhận cái hồ sơ về về cấp cái hộ chiếu, mà cái lĩnh vực này vẫn còn bên chỗ bên công an để giải quyết. Trong cái giai đoạn chính thức thì như đồng chí chánh văn phòng đã có thông tin thì các lĩnh vực này sẽ đưa về trung tâm. Tuy nhiên hiện nay thì trong giai đoạn tạm thì mới có thủ tục chính của 16 sở thôi, chưa có thủ tục này. Nên các bạn thì có thể đến chỗ phòng xuất nhập cảnh của công an tỉnh để chúng ta làm thủ tục này. Dạ, xin cảm ơn ông. Thưa quý vị và các bạn, qua thời gian trao đổi với hai vị diễn giả của chúng ta ngày hôm nay thì chúng tôi đã nhận được rất nhiều câu hỏi và cũng như là thắc mắc của quý vị và các bạn đối với hoạt động của trung tâm hành chính công. Tuy nhiên qua do thời gian có hạn thì chúng tôi chưa thể giải đáp các thắc mắc của quý vị và các bạn hết trong cái khoảng thời gian ngắn này. Thì chúng tôi bộ phận biên tập thì cũng vừa gửi đến chúng tôi những câu hỏi của quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, thì một độc giả có nickname là Phan Trần, bạn hỏi khi nào thì mới tiếp nhận hồ sơ ở tất cả các lĩnh vực? Vì hiện tại chỉ mới có 16 sở ngành tiếp nhận hồ sơ tập trung tại trung tâm. Câu hỏi này thì mời ông Phạm Tấn Xíu ạ. À. Báo với bạn là cái thời gian chính thức để đưa vào cái hoạt động trung tâm ở cái giai đoạn tiếp theo, để đưa các cái thủ tục của các cái ngành dọc trung ương về trung tâm, thì sau khi cái trụ sở của trung tâm hành chính công được xây dựng thì sẽ đưa tất cả các thủ tục này vào. Còn thời gian cụ thể thì tùy thuộc vào cái công việc, tiến hành các công việc về cái thủ tục đầu tư. Xin báo với bạn như vậy. Dạ, xin cảm ơn ông. Độc giả có nickname là Hồng Nhung hỏi là địa chỉ của trung tâm hành chính công là ở địa chỉ nào? Ban biên tập có thể nhắc lại được hay không? Vấn đề này thì có lẽ là mời ông Trần Văn Tấn hay là nhắc lại cái địa chỉ để cho bạn bạn Hồng Nhung này được nắm rõ ạ. Địa chỉ trung tâm hành chính công thì xin nhắc lại với bạn Hồng Nhung cũng như quý vị xem biết là ở số 27 đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường 1, thành phố Cao Lãnh. Xin báo với các bạn lắm. Ông có thể là thông tin lại cái số điện thoại. Số điện thoại của tổng đài hướng dẫn thủ tục hành chính của trung tâm số 3898989. Dạ. Các bạn có thể thông qua số đó để chúng ta hỏi cụ thể về hướng dẫn chúng ta được đi đến nhanh nhất. Dạ, xin cảm ơn ông. Một độc giả có tên là Mỹ Lệ, bạn hỏi trung tâm hành chính công có website chưa? Nghe nói trung tâm sẽ xây dựng trụ sở mới ở đâu, chừng nào xong? Xin mời ông Trần Văn Tấn ạ.
Về cái website trung tâm thì hiện nay cái phần website nội bộ của trung tâm thì cũng đã có rồi. Tuy nhiên thì để cho cái thực hiện cái nó minh bạch tất cả các cái nội dung hoạt động trung tâm thì Ủy ban nhân tỉnh vừa có văn bản giao cho Sở Thông tin Truyền thông phối hợp với văn phòng Ủy ban nhân tỉnh để mà chúng ta sẽ có một cái xây dựng một website riêng của trung tâm, để đây là cái nơi cái kênh để thông tin về những thủ tục hành chính, về tình trạng giải quyết hồ sơ, về những cái chủ trương của tỉnh liên quan đến cái chuyện cải cách thủ tục hành chính, để là một kênh để cho cái người dân cũng biết được và tra cứu những tin cần thiết đối với những cái hoạt động của trung tâm cũng như đối với cái việc thực hiện giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của mình. Dạ, xin cảm ơn phần trả lời của ông. Thưa quý vị và các bạn, thì chúng tôi cũng vừa nhận được một số cái thắc mắc của quý vị và các bạn liên quan đến cái hoạt động của Trung tâm Hành chính công. Nhưng do cái thời lượng có hạn là chúng tôi chưa thể giải đáp thắc mắc của quý vị và các bạn. Chúng tôi sẽ trả lời trực tiếp trên comment của quý vị và các bạn. Một lần nữa xin cảm ơn ông Phạm Tấn Xíu và ông Trần Văn Tấn đã dành thời gian tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình giao lưu trực tiếp với chủ đề Trung tâm Hành chính công hướng đến sự tiện ích. Chương trình thì đến đây thì xin khép lại. Xin chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.